Tiếp tục với các cái lỗi thường gặp trong câu rút gọn ở đề thi tuyển sinh toán 9 và 10 em nhé. Lần trước chúng ta đã bàn về cái lỗi thứ nhất và bây giờ là cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ hai mà các em thường gặp phải đây, đấy là bỏ ngoặc. Bỏ dấu ngoặc mà không đổi dấu. Cái nguyên tắc là phá ngoặc hay là bỏ ngoặc, bỏ hay phá thì giống nhau đúng không? Phá ngoặc phải đổi dấu, cái chuyện đó biết từ lâu lắm rồi. Ví dụ như kiểu là a cộng b trừ đi c cộng d trừ e, ví dụ vậy chẳng hạn, thì a cộng b phía trước này là dấu trừ thì khi bỏ ngoặc thì phải đổi dấu, trừ đi c đang cộng c thì bây giờ trừ c, đang cộng d thì thành trừ d, nhưng đang trừ e thì thành cộng e, phải không? Cái nguyên tắc này biết lâu lắm rồi, nhưng nó cũng là cái lỗi mà các em hay gặp phải trong cái câu rút gọn. À, để lấy ví dụ, người ta bảo ta là rút gọn cái biểu thức là a bằng 2 căn x chia cho căn x xì trừ 3 trừ đi 3 x xì cộng 9 chia cho x xì trừ 9. Thế thì ta rút cái này bằng cách là ta biết là căn x trừ 9 có thể phân tích thành căn x trừ 3 nhân căn x cộng 3. Như chỗ này là 2 căn x xì nhân với căn bậc 2 của x xì cộng 3 chia cho căn x trừ 3 nhân với căn x cộng 3 trừ đi 3x cộng 9 chia cho căn x xì trừ 3 nhân với căn x cộng 3. Đó nào. Đấy, sau đó ta rút gọn tiếp. À, đến cái phần rút gọn tiếp thì chúng ta hay gặp phải cái lỗi gì này? Hai cái phân thức này có mẫu giống nhau rồi thì trừ cho nhau ra lấy tử, trừ đi tử thôi. Cái sai mà bạn gặp phải thế này, đấy là cho nó bằng 2 căn x xì nhân với, có thể một số bạn sẽ nhân bung cái này ra trước đã, thành 2 căn x nhân căn x thành 2x, 2x cộng với 2 x 3 là 6, 6 căn x. Sau đó trừ thẳng cái này ngay. À, bạn viết nó thành trừ 3x xì cộng 19. Chia cho căn x xì trừ 3 nhân với căn x xì cộng 3. Bạn quên không đổi dấu, bạn giữ nguyên là trừ 3x cộng 9. Bởi vì em không nhìn thấy cái ngoặc nó ở đây. À, có thể một số bạn vội vàng có hiểu, có biết đấy là phải đổi dấu đấy, nhưng mà vội vàng quá quên không đổi. Còn một số bạn thì không biết rằng ở đây thực chất nó giống như có một cái ngoặc vậy. Là bởi vì cái tử này trừ đi cái tử này là cả cái cụm này trừ đi cả cái cụm này cơ. Khi viết ở dạng phân thức thì cái này người ta không cần thiết phải viết cái ngoặc nữa, nhưng khi viết ở một phân thức thì lẽ ra nó phải là như thế này mới đúng, nó phải bằng 2, đúng nhá, phải là bằng 2x xì cộng 6x xì trừ đi mở ngoặc 3x cộng 9, được chưa? Đấy, chia cho mẫu thôi, không biết lại nữa đã mất công. Và lúc đó sẽ là 2x xì cộng, xin lỗi, cộng 6 căn x chứ nhỉ, thì nhầm đây này, cộng 6 căn x, cộng 6 căn x trừ đi mở ngoặc là trừ đi 3x xì trừ 9. Mẫu thôi không biết nữa, được chưa? Đấy, nó phải là trừ 9 chứ phải cộng 9. Cái tử này trừ đi cái tử này thì cả cái, đây, cái tử thứ nhất trừ đi cái tử thứ hai đây nhá. Đấy, đấy là ví dụ. Ví dụ nữa này. À, biểu thức B bằng 2x xì cộng 1 chia cho x xì căn x trừ 1 trừ đi 1 chia cho căn bậc 2 của x trừ 1. Rút gọn biểu thức này.
thì bằng 2x cộng 1 chia cho x căn x trừ 1 viết thành căn x mũ 3 trừ 1 mũ 3 ở cái clip trước. Thầy đã nói rồi, chỗ này thành căn x trừ 1 nhân với x cộng căn bậc 2 của x cộng 1 trừ đi 1 chia căn bậc 2 của x trừ 1. Và vì mẫu thức chung là căn x trừ 1 nhân x cộng căn x cộng 1 trên ở cái biểu thức thứ nhất, chúng ta nhân cả tử và mẫu với x cộng căn x cộng 1 đúng không? Căn x trừ 1 này nhân với x cộng căn x cộng 1 thì sẽ x cộng căn x cộng 1. Đấy. Đến đây thì hai phân thức có cùng mẫu rồi. Và trừ nữa đi cho nhau thì chúng ta trừ số tử. Đấy, hai cái tử trừ đi cho nhau thôi và giữ nguyên mẫu. Nhưng mà cái sai mà các bạn gặp phải là như thế này. Các bạn cho ngay bằng 2x cộng 1 trừ đi x cộng với căn x cộng 1 chia cho cái mẫu tôi không biết lại nữa. Đấy. Không phải vậy. Phải là cái tử này trừ đi cả cái tử này. Thì có nghĩa là cái cụm này trừ đi cái cụm này thì chúng ta phải có cái dấu gì? Dấu ngoặc ở đây này. Thì mới đúng. Nhá, vậy là cái có cái ngoặc này. Và phía trước của cái dấu ngoặc này là dấu trừ trên nhỉ? Theo nguyên tắc là phá ngoặc thì phải đổi dấu. 2 cộng 1 trừ đi x. Đang cộng căn x thì phá ngoặc phải trừ căn x. Đang cộng với 1 thì phá ngoặc phải là trừ đi 1. Như thế mới đúng. Nhá. Đấy, thì ở cái lỗi thứ hai này, các em lưu ý cho thầy là khi người ta trừ hai phân thức cho nhau thì cái tử ở cái phân thức thứ hai này này, cái phân thức bị trừ này này có thể là không viết cái ngoặc đâu. Nhưng mà về bản chất khi viết ở cùng một cái phân thức thôi thì chúng ta phải lưu ý là viết cho nó đúng là phải có cái ngoặc phía trước nhá. Lưu ý đặc biệt đến trường hợp mà trừ hai phân thức cho nhau, còn cộng thì không sao cả, phải không? Vì phía trước của nó là dấu cộng thì có phá ngoặc ra ta không phải đổi dấu mà. Chừng có cái ngoặc hay không có cái ngoặc nó cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà trong trường hợp trừ hai phân thức thì lưu ý đặc biệt đến cái chuyện là phải có cái ngoặc ở cái tử của cái phân thức thứ hai và thực hiện đúng cái nguyên tắc phá ngoặc thì phải đổi dấu nhé.